Rồi ok anh em. Đây, sau gần 2 tiếng của tôi để tôi chuẩn bị anh em ạ. Thực ra cái khó ấy không phải là cái chuyện mà mình đào cát linh hồn rồi mình đào đất các thứ đâu, mà cái khó ấy đó là phải chạy xung quanh để tìm cái vùng có cái cát linh hồn này này. Tôi chuẩn bị đông tăng tôi cái này, được cứ phải chạy từ đây rồi chạy về nhà, rồi về nhà rồi chạy từ đây này á. Khá là lâu nhưng mà không sao, cuối cùng tôi cũng đã xong rồi, chúng ta đã sẵn sàng để xây máy farm rồi anh em ạ. Ok, thì đầu tiên muốn xây máy farm này là chúng ta phải giết ba cái con giám hộ mà lâu năm ấy á, phải giết ba cái con ấy, bởi vì chúng nó sẽ ám lời nguyền lên mình là mình sẽ không có đào được cái gì, mình không có làm được cái gì hết á. Bây giờ muốn giết ba con đấy là chúng ta sẽ dùng bom, chúng ta sẽ giết ba con đấy bằng bom anh em ạ nhá. Phải có thuốc thảo dưới nước này để mình còn uống này, rồi thì thuốc tàng hình nếu mà mình mà không muốn chết. Ok, đầu tiên ấy thì để tôi thử xuống, tôi xem thử xem là bọn cá chúng nó có đánh mình khỏe không. Nếu mà chúng nó đánh mình không khỏe thì mình cũng chả cần thuốc tàng hình lắm nhỉ. Thử cho chúng nó bắn thử vài phát, bắn đi các em này. Úi dồi ôi, từ từ nào, ái chà, mất một trái tim à. Thôi rồi, cứ dùng thuốc đi anh em nhỉ. Úi dồi, đây đây, nó ám tôi đấy, được rồi đấy đấy, rồi uống thuốc vào rồi đấy anh em ạ. Bây giờ tôi sẽ uống thuốc thở vào đây. Thì là cái con mất dạy. Ôi sao nó vẫn bắn được tôi à. Ôi thế tôi bỏ giáp ra anh em ạ, bỏ giáp ra chắc là chúng nó sẽ không thấy mình nữa nhỉ. Thế có mất dạy giám hộ lâu năm ấy là nó trốn ở trong cái, nó trốn ở trong những cái chỗ này đây nhá, hay nó trốn ở một là bên này này, hai là cái chỗ này này, và ba chỗ này này á, thì nó có ba con nên chúng ta sẽ dùng, chúng ta cho nổ anh em ạ. Đây bom ở đây này á, và chúng ta phải che cái bom đi bởi vì là bom nó không nổ được ở dưới nước anh em nhá. Đấy, né né là nổ ai đấy. Bây giờ chúng ta sẽ vào và chúng ta giết con giám hộ lâu năm. Có mất dạy giám hộ rồi, nó ở đâu đó trong này này, nó có một con to lắm ở trong này anh em ạ. Nó trốn đâu ấy, đâu rồi, đâu ấy nhở, để từ từ để tôi tìm thử anh em ạ. Đây anh em, tôi tìm thấy một con này, con này là con khác anh em nhá. Úi dồi ôi, mình đánh nó mà nó cũng đánh lại mình khỏe lắm anh em ạ, bởi vì là nó có cái gai trên người mà. Nó chết một con rồi, ok, nó chết một con rồi anh em ạ. Bây giờ tôi sẽ quay trở lại cái đường vừa nãy. Lạ nhờ, vì sao trong này nó không có giám hộ nhờ. Thế hay là tôi cho nổ nông quá à, thế hay là tôi nổ ở đây em nào. Để tôi thử nổ ở đây anh em ạ. Được rồi, tôi đặt bom vào đây cho nổ. Bom này, chắn chắn nó lại này, chắn vào, nổ đi cưng ơi. Rồi, thằng nào đấy không? Nó vẫn là cái chỗ đấy thôi anh em ạ, và không có thằng nào hết. Lạ nhỉ, thật là kỳ lạ. Ơ mà hình như là nãy là nó có nổ cái cục redstone của tôi lên trên này để tôi nhặt nó anh em ạ, cho đỡ phí. À cái này là cái cục đất rồi à. À đây này đó. Rồi á, tôi nhặt nó cho đỡ phí. Rồi kệ nó đi, tôi không biết là vì sao mà một con đây, tôi không biết là nó đâu rồi, chả hiểu đâu rồi. Chúng ta giết con đây trước. Đấy, anh em thấy cái đuôi nó to chưa? Mày trốn đâu? Hờ, làm sao mà trốn được với tôi? Bom vào. Đây đây, tôi nhặt lại cục này á, bởi vì chúng ta có thuốc tàng hình nên là chúng ta chả sợ đánh đâu anh em ạ. Chúng ta cứ bơi vào chúng ta đánh nó thôi. Thế nhưng mà để tàng hình được là anh em phải bỏ giáp vào nhá. Chơi anh em mặc giáp là anh em sẽ vẫn bị nhìn thấy đấy. Nó chết rồi, nó chết rồi anh em ạ. Đấy, nó chỉ còn có một con nữa thôi mà thì bình thường thì phải có ba con chứ nhở. Mà tôi không hiểu vì sao mà, không hiểu lắm là vì sao mà chỗ này nó không có anh em ạ. Đấy, tôi không hiểu lắm. Chắc là nó bị làm sao ấy. Được rồi, kệ nó đi. Chúng ta xong rồi, bây giờ chúng ta sẽ bắt đầu đến cái quá trình chúng ta xây anh em ạ. Nhưng mà để bây giờ mà xây được ấy là tôi cần phải đào hết cái đống này đi đã. Thì được rồi, bây giờ để tôi về tôi lấy tí đồ và sau đó là chúng ta sẽ chuẩn bị để chúng ta xây.
Ok em ơi, thì nãy giờ tôi cũng đã đào được một chút ở chỗ đấy rồi, nhưng mà chỗ đấy nó nhiều băng quá. Nhiều băng quá nè, chúng ta xây luôn anh em nhá. Bây giờ chúng ta đã dùng những cục đất anh em ạ. À, dùng đất và những cục đá. Đất và đá. Chúng ta sẽ xây như thế này anh em ạ. Chúng ta xây nó ở đúng giữa trung tâm của cái lâu đài luôn, đẹp lắm. Đây, đầu tiên là phải xuống được đúng giữa trung tâm này. Đây này, cái này này. Ôi, hả? Trời, cái giày băng của tôi. Chúng ta đặt một cục đất ở đây. Đặt nó ở đây này. À, sau đó là mình làm như vậy với cả bốn cái bên này luôn này. Từ từ, tôi phá cái băng này cái em ạ. Đâu ấy nhở? Cái ấy của tôi rồi, đây này. Cái đỉnh, cái chóp. Đặt ở đây này. Đặt ở đây này. Ui, tôi đừng có bắn anh hả? Rồi. Tha anh mấy em ơi. Đấy. Chúng ta xây vậy em nhé, thì vào giữa chúng ta xây nó lên một cái như này. À. Ủa ôi, từ từ anh các bạn. Ôi nó bắn. Nó bắn. Tôi đeo cái giày băng vào để tôi đi, để tôi tạo ra băng thì chúng nó sẽ không có nhìn thấy mình anh em ạ. Nếu không nhìn mình thì chúng nó sẽ không bắn. Đấy, phá cái này đi. Xong ấy cái này vào. Để tôi uống thuốc tăng hình, tôi ấy cho nó dễ nhỉ. Mà thôi thôi anh em ạ, phí thuốc. Tiết kiệm đi. Bỏ giày ra. Xây lên này. Đó. Nào, phá ra nào. Chúng ta xây lên 3 ô nữa anh em nhá. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 3. Rồi. Đó, sau đó là từ bên này anh em nhá. Chúng ta sẽ xây cứ mỗi phía là chúng ta xây nó ra 8 ô. Là như này này. 1. Đây để phá ra anh em ạ. 1 này. 2 3 4 5 6 7 8, sau đó là một cục đất nó bên trên này. Đó. Mình làm vậy với cả bốn phía các em nhá. Ok các em. Tôi đã xong ở đây. Sau khi xong cái này ấy, là mình sẽ nối những cái đầu này theo hình vuông lại với nhau anh em ạ. Đây. Đó, nối như vậy. Sau đó là mình sẽ lấp đầy cái đáy. Ủa ôi. Tha anh em ơi. Đó, sau đó là mình sẽ... Ui. Mặt có khiên đấy các bạn, kệ đi á. Sau đó là mình lấp đầy cái đáy luôn. Nó giống như là mình xây cái máy farm quái vật và cái máy farm đá đấy. Ok anh em ơi. Tôi đã xây xong rồi đây. Đó. Anh em thấy cũng đẹp đúng không hả? Anh em đừng thắc mắc tại sao mà lại có cobblestone mà lại đi vào đất chứ. Họ xây vậy anh em nhá. Vì sao mà lại có băng ở đây là chủ ý của họ cả anh em nhá. Thì là trên video hướng dẫn là họ xây vậy rồi nhá. Chứ không phải là tôi thiếu đất rồi xong rồi tôi thay đá vào đâu nhá. Ok. Sau khi tới đây rồi ấy, là mình sẽ quay trở lại kia để mình lấy tí đồ anh em ạ. Đã đến lúc mình cần đặt những cái cổng gỗ ra rồi. Và bây giờ là một cái phần xây mà sẽ tốn rất là nhiều thời gian anh em ạ. Đó là mình sẽ phải xây lên thật cao, lên tận tầng thứ 192. Holy shit. Thế nên là anh em mới thấy tại sao tôi lại có nhiều đá cuội như vậy đấy. Đây chính là lý do đây anh em. Để tôi cất tạm mũi tên đi, cầm thêm cái đi. Cất giày đi, cầm thêm cái đi. Đi cái giày này vào. Cầm thêm cái nữa đi. Cất thuốc đi, cầm thêm cái nữa. Rồi. Đó. Ấy, cổng của tôi đâu? Hả? Cổng đâu rồi? À, cổng thì vứt cái gì ấy nhỉ? Vứt cái cuốc chim ra đi, cầm cái cổng đi. Hai tươi cái cổng đây. Á. À. Chúng ta sẽ khá là cao đây anh em ạ, xây lên tận tầng thứ 192. Vậy là cũng gần cao bằng cái máy farm quái vật của tôi rồi nhỉ. Đây, ôi chết cha rồi, cái giày hả? Bỏ cái giày ra anh em ạ. Vứt cái giày ra ngoài. Phá này đi này. Đây, bây giờ mình đặt cổng cái này các bạn. Đặt như này á. À. Đấy, bên nào cũng đặt như vậy các bạn. Xong chốc nữa là mình phải mở cổng ra. Đặt như này để mình chặn không cho nước có chảy qua đây các bạn. Đấy, trông cũng khá là quy mô anh em nhỉ. Ờ. Ok các em, xong rồi. Mở hết cổng ra. Đấy, mở cổng ra để cho các em cá là các em còn chui vào được ấy anh em. Đấy. Sau khi mình mở hết cổng ra rồi là bây giờ là đến cái phần xây gọi là phần xây chó chết nhất đấy.
Đấy, mặc cái giày vào đã. Rồi, bây giờ ấy là chúng ta sẽ cần phải đi trên này. Đó, nối các cái đầu này lại với nhau. Ok chưa? Đó, xong sau đó là chúng ta sẽ xây xây lên, tạo thành một bức tường. Đó, xây như này à. Thực ra là mình không cần phải xây cái ô ở ngoài đâu. Đó, 4 cái này thôi. Đó, cứ vậy xây lên anh em ạ, cho tới khi nào tới được cái tầng thứ 192. Tôi đang ở tầng thứ 68. Khá là lâu đấy các em ạ. Ok anh em ơi, thì hiện tại tôi đang ở tầng thứ 178 rồi. Chúng ta phải lên tận tầng thứ 193 cơ. Nhưng mà 178 rồi, bây giờ chúng ta sẽ phải xây ra một cái chỗ để chúng ta đứng anh em ạ. Một bên thôi. Đó, hai cái này, hai cái này. Xong rồi chúng ta xây ra hình 2 x 5 anh em ạ. 1 này, 1 đúng không? 2 3 4 5. Ôi tôi sợ độ cao quá anh em ạ. Thật là tôi nhìn lên mà tay tôi cứ tắt mồ hôi anh em ạ. Đó, xong bây giờ chúng ta tiếp tục, chúng ta xây lên tầng thứ 183. Và chúng ta lại phải xây ra một cái như này. Đó, mấy cái chỗ này là chỗ để sau này mình đứng như farm đấy anh em ạ. Đó, thực ra mình xây cái này thì nó cũng nhanh đúng không? Bởi vì là cứ mỗi tầng là mình đều xây được cả các cái bên cạnh luôn. Chứ mà cứ xây xong một cái rồi anh nhảy xuống rồi lại xây lên cái nữa thì lâu lắm. Bao nhiêu rồi? Đây, đây là 183 đây các bạn ạ. Sau khi mình ở tầng thứ 183 là mình lại xây ra bên cạnh hai cái như vậy nữa. Nhưng mà cái này là 2 x 4 thôi các bạn. 1 2 3 4. À, 2 x 4 như vậy thôi. Ok chưa? Xong bây giờ mình phá hai cục ấy đi. Đấy, phá hai cục ấy đi. Đấy, để lại có 4 ô, để lại có cái khối rồi. Đấy, và bây giờ tiếp tục mình sẽ xây lên đến tầng thứ 193 anh em ạ. Ok anh em ơi, thì hiện tại tôi đang ở tầng thứ 193 rồi. Đây, đó, và nó cực kỳ đáng sợ anh em ạ. Toàn mây là mình vượt qua cả tầng mây rồi đấy. Thì bây giờ ấy là tôi phải xuống cái kia tôi lấy đồ. Đấy, cái này nó mới là gian nan này ha. Nếu mà anh em muốn xuống cái kia anh em lấy đồ ấy thì anh em đặt nước này này á. Anh em cho nước có chảy xuống, sau đó là anh em chảy theo cái đường nước á. Ôi chết rồi, cái giày của tôi. Trời ơi, cái giày của tôi à. Đấy, đợi tí cho nước có ra rồi thì mình chảy theo cái đường nước anh em ạ. Và nó cứ như vậy là mình sẽ xuống được. Đó, cứ như vậy là mình sẽ xuống an toàn. Đây anh em, đó, tôi đã sắp xuống cái nơi rồi đây. Đấy, rơi xuống luôn. Rồi, được rồi anh em ạ. Bây giờ là chúng ta sẽ xây cái hệ thống để rương. Sau đó là chúng ta sẽ, nói chung là đấy, thì cái phần này là sẽ là phần xây hệ thống để rương thôi. Xong hệ thống để rương là sẽ đến cái chỗ mà mình đứng mà mình farm cá đấy. Đó, hệ thống để rương thì chúng ta chắc chắn là cần có rương rồi này. Cần có hai cái xe mỏ, có phễu này, cái phễu này, cần piston này, cần khối redstone, cần đường ray này. Đó, thôi tôi thật chứ mà cầm hết lên đi, chốc nữa lại xuống nó mệt lắm đúng không? Cầm luôn xô dung nham, xô nước các thứ lên đi chả. À, còn cái gì cầm lên nữa không? Hết rồi đấy, được rồi, bây giờ tôi sẽ đi lên đây các bạn. Đi lên thôi. Nói chung là may là tôi có giáp đấy các em. Giáp của tôi khỏe đấy. Chứ mà nếu mà tôi mà không có giáp ấy, mà tôi để cho cái bọn giám hộ nó bắn ấy, là nó đau lắm đấy các bạn. Là nó đau, là một phát là nó mất của tôi 4 trái tim hay sao ấy. À, nếu mà theo tôi nhớ, giáp của tôi khá khỏe đấy. Giáp nào nó cũng có bảo vệ 3, bảo vệ 4 đấy. Thế mà nó bắn tôi một phát mà tôi cũng mất đến 1 trái tim đấy các bạn. Đấy, rồi, bây giờ tôi sẽ trèo lên trên kia và tôi xây đây các bạn. Đấy, chung là mình trèo cái này cũng nhanh đúng không? Mình bơi này cũng nhanh mà đấy. À đấy, sắp lên, à đấy, vừa nãy là mình qua tầng mây. Đây các bạn, thì nếu mà anh em mà bị thiếu oxy thì anh em phải đứng lui lui thế này thì tí nhá. Thì nó hơi ghê ha. Nó hơi ghê thì đứng lui ra tí để hít thở tí oxy rồi lại bơi lên. Với cá kìa, what the hell? Sao cá bơi lên được đây ha? Giỏi vậy. À, mình lên đây mình cẩn thận anh em ạ, phải cẩn thận chứ không mà rơi, ủa ôi, chứ không mà rơi xuống là chết đấy. Rồi, đấy, mình sẽ múc cái số nước cái đi. Tôi cứ để đấy đi cho an toàn anh em ạ. Được rồi, bây giờ là mình sẽ phải xuống dưới cái tầng thứ 178 này. Đây này, cái tầng này này.
Chào em cá à? Đấy, chúng mình đã xây nó trong này, nhưng mà trước tiên đi ngủ cái đã các bạn. Đi ngủ cái đã ghê quá. Úi dồi ôi, nằm ngủ ở ngay cạnh vực luôn anh em ạ. Khá là đáng sợ. Nào, đi ngủ dậy rồi xây. Rồi, rồi. Đây, chúng ta sẽ xây nó như cái này anh em nhá. Đây anh em, chúng ta xây rương, chúng ta đã xây như thế này. Hai cái vào đây này. Đó, hai cái vào đây này. Úi dồi ôi. Rồi, sau đó là chúng ta đặt hopper vào. Đặt hopper nó chiếu vào hai cái này. Đấy, ok chưa? Từ từ tôi nhảy lên, nó đặt cho nó chuẩn nào. Ok. Sau khi xong cái này rồi, chúng ta sẽ đặt rương vào. Đấy, ở đây luôn. Đó, chúng ta đặt hopper vào. Đấy, rồi đặt rương vào. Tổng cộng là sẽ có 6 cái rương dài anh em ạ. Ô, vì sao nước của tôi thì hết chảy rồi, what the hell. Ô, tôi lỡ chân tôi làm đóng băng. À không anh ạ, bởi vì là chúng ta đang ở cái vùng băng tuyết mà, thế nên là cái nước của tôi nó bị đóng băng luôn. Không sao đâu, chỗ có mình đặt đuốc vào là mình sẽ phá được lớp băng ấy thôi. Đấy, sau khi mình tới đây rồi anh em nhá, là mình sẽ phải xây hopper lên trên 4 cái rương này. Ok chưa? Nó sẽ thành như thế này. Sau khi mà nó thành cái này rồi thì chúng ta sẽ đặt thêm hai cái hopper vào đây anh em ạ. Đó. Và chúng ta sẽ xây ra một, chúng ta xây ra hai cái ô 2x3 ở hai bên này. Và chốc mình làm cái bên kia đấy anh em ạ. Đó, thì là cái này khá là hay này. Cái cơ chế này chắc chắn là ít anh em đã từng được nhìn thấy này, đó là mình sẽ đủn một cái đồ nó vào trong cái xe mỏ hay lắm. Đây. Đấy, tôi sẽ làm bên phải trước em nhé. Chúng ta có đường ray này đúng không? Đặt đường ray ra. Đấy, đặt xe mỏ vào. Và từ từ mà tôi thấy đặt thế này nó hơi ngược anh em ạ. Ôi, ui chết rồi. Nó rơi như vậy là nó rơi xuống dưới cái của tôi mất rồi. Để từ từ để tôi xuống tôi lấy các bạn. À, đặt cái này vào này. Xong rồi đặt cái xe mỏ vào này. À, xong phá cái đường ray bên dưới đi anh em ơi. Phá đi. Rồi. Đó. Sau khi phá cái đường ray bên dưới rồi thì mình mới đặt cục đá vào đây. Đặt thủy tinh vào đây. Đủ đủ cái xe lên anh em ạ. Thì để mình có chỗ để đặt thủy tinh. Rồi. Đó là mình sẽ có cái piston. Đúng rồi, chắc là tại tôi chưa phá cái đường ray các bạn. Piston này á, xong rồi khối redstone. Ấy, thành công rồi, thành công rồi, thành công rồi anh em ơi. Thành công rồi. Ấy, sau đó là mình làm tương tự như vậy với cái bên này anh em ạ. Ok anh em ơi. Đó, tôi đã xong rồi đây. Anh em thấy đẹp không? Đấy, tôi đủ nó vào tí. Ok, đấy thì sau khi mình đã xong cái này rồi ấy, thì là bây giờ mình sẽ xây cái phòng để mình giết cái con giám hộ anh em ạ. Đó, mình đã xây 3 ô cái này. Rồi, bên này cũng vậy luôn. Sau đó là mình làm cái mái cho nó. Nhưng mà làm cái mái thì mình phải để chừa ra cái bên trong anh em nhá. Đây, phải chừa ra cái này. Ok chưa? Đấy, xong rồi nó mình đặt chắp đo. Chắp đo đặt thế này này. À, xong đặt thế này. Đặt như này. Mở xuống. Đấy. Mở xuống. Ok chưa? Đấy. Đấy, sau khi đặt như này xong anh em nhá, thì bây giờ là mình sẽ phải đi lên bên trên. À, mình đi lên bên trên để mình xây cái phần bên trên này. À, đây mình đi lên bên trên thì dùng nước mà đi lên đi nhỉ. À, đây thì cái phần này thì anh em phá đi được nhá. Cái phần này thì anh em phá đi được nhá. Nhưng mà chốc nó phá. Đây này. Đây cái phần này này thì mình xây cái phần này chỉ là để mình đủ những kính vào trong cái xe mỏ thôi. À, bây giờ chúng ta đã xây cái phần bên trên này. Đây thì cái phần bên trên này chúng ta đã xây cái này. À, mình cứ xây như vậy rồi mình cứ xây thẳng đến tận bên trên luôn. Ở cái chỗ này là chỗ để cho chốc bọn cá nó rơi xuống đấy anh em. Đấy, khá là hay. Thì cái máy farm này là mình sẽ đưa bọn cá lên tận trên trời. Đấy, sau đó là mình bắt nó rơi xuống để cho mình farm. Đấy, khá là tội bọn cá anh em nhở. Đây, tôi cắm cái đuốc vào đây này thì băng nó sẽ bị tan ra. Đấy, đấy, tan rồi đấy. Mình múc cái nước đi cho đỡ phí đúng không? Đấy, sau khi mình xong này rồi anh em nhá, thì từ từ á, đây thì cái chỗ này thì tôi phải sửa lại cái chỗ này tí anh em ạ. Chỗ này chúng ta phải đặt cái ấy đã.
đâu anh nhở, cái đúng rồi, cái chỗ này chúng ta phải đặt cái biển anh em nhá, xây lên một cái này xong đặt cái biển vào đây này. Đấy, đặt cái sai vào đây. Đấy, cái biển này là để làm gì anh em biết không? Để chốc nữa mình chặn cái lava đấy, để lava nó không để chảy xuống được bên dưới. À, và ở đây nữa thì mình cũng đặt cái biển vào đây này. Đây. Ok các em. Thì sau khi mình đặt cái biển vào đây này là mình sẽ phá đi. Úi dồi, từ từ nó nguy hiểm quá. Ồ. Đấy, xây ngang qua này tí cho bớt nguy hiểm á. Chúng ta đào xong bố đỗ vào đây. À, úi dồi ôi, nó ra cả bên ngoài này. Chặn nó vào anh em ạ ha. Đấy, để tôi dùng một cục đá nó lên. Rồi. Đấy, xong rồi đó chúng ta sẽ xây bốn cục ngang ra này để chúng ta đặt nước thôi. Đặt nước xong rồi đó là chúng ta sẽ lại phá bốn cục cái đi mà. Đấy, phá bốn cục cái đi. Ok chưa các em? À. Sau khi xong cái này rồi đến lúc chúng ta đặt lava rồi các bạn. Đặt lava vào đây này. Đấy. Lava sẽ chảy xuống. Đấy, chảy ngang ra để cho bọn cá nó rơi vào đây và nó bị cháy đấy. À, sau khi xong cái này chúng ta có thể che đi cái mái rồi. Ok chưa anh em ạ? À, quá đẹp đúng không? Đấy, rồi bây giờ tôi phải xuống. Thế nhưng mà tôi không có nước để tôi xuống này, tôi phải nhảy xuống này. À. Ok, thì bây giờ chúng ta sẽ chuyển tới cái phần xây bên dưới anh em ạ. Ok anh em. Thì bây giờ mà muốn xây ở bên dưới ấy, là mình sẽ phải cần có tảo bẹ. Đấy. Và chúng ta sẽ phải đặt tảo bẹ từ đây đến tận trên đỉnh luôn anh em nhá. Khá là dài đấy anh em ạ. Đó là lý do tại sao mà tôi phải có nhiều tảo bẹ như vậy đấy anh em. Được rồi. Bởi vì chúng ta sẽ xây trong nước nên là tôi phải uống thuốc thở anh em ạ. Thôi tôi nhặt lại cái chai cho đỡ phí. Đó, vào trong cái này. Nào. Vào trong cái nào. Rồi. Ok anh em ạ. Tôi đã vào bên trong rồi. Đó, bây giờ tôi sẽ xây cái này. Đó. Mình sẽ cứ phải xây cái này các em nhá. Đó. Xây thế này là để mình biến, để mình biến các cái nước, để mình biến các cái khối nước này nó thành là các cái nguồn đi các em nhá. À, thì nếu mà anh em nào chơi Minecraft nhiều thì anh em sẽ biết đó là mình phải biến các khối nước này thành cách nguồn thì mình mới đặt được sâu sen anh em ạ. À, cắt linh hồn đấy, đặt cắt linh hồn ấy là bởi vì là nếu mà cắt linh hồn mà nó mà ở dưới nước ấy là nó sẽ đẩy hết tất cả những cái vật ở dưới nước lên trên mặt đất anh em ạ. À, mình sẽ đặt như vậy để cho bọn cá nó bơi vào là nó sẽ bị đẩy hết lên bên trên này. À, và mình sẽ farm nó ở trên cái tầng cực kỳ cao. Đấy, ok chưa anh em? Đó, bây giờ tôi sẽ cứ tiếp đặt thôi. Ok anh em ơi, tôi lên tới đỉnh ở đây. Đó, sau khi mình lên tới đỉnh thì mình làm gì? Thì mình bơi xuống thôi anh em ạ. Đấy, chúng ta đã hoàn thành rồi. Bây giờ chúng ta bơi xuống thôi. Này mà chẳng may mà lỡ phá đi cái đống rêu này thì ấy nhở. Ôi, bơi xuống trông nó cứ rích rắc, trông nó cứ đau mắt thế nào anh em ạ. Đây, chúng ta xuống rồi, đây này. Xuống ngay rồi, xuống ngay, xuống ngay, xuống ngay. Nào, đi ra. Rồi. Ui dồi ôi. Ui dồi ôi. Ui dồi ôi. What the hell? What the hell? Ui dồi ôi. Bọn quái ở đâu ra đây anh em? Bây giờ tôi phải xử hết chúng nó đây anh em ạ. Chết cha rồi. Nó nổ hỏng gãy của tôi rồi anh em ạ. Tối rồi đi ngủ cái đã. Tôi đi ngủ cái rồi tôi vào tôi xử hết bọn nó anh em ạ. Ôi chết cha rồi. Tuy nhiên mà tôi quên chơi báo với anh em một chuyện, đó là vừa nãy lúc mà tôi xây rồi tôi phá cái giường đi là chẳng may là tôi mất cái giường rồi anh em ạ. À không sao, nhưng mà tôi có cung mà. Tôi có cung thần, tôi xử hết cho nó. À. Úi dồi anh Enderman, vì sao mà anh lại bực tôi nhở? Tôi làm gì anh đâu? Này. Ok anh em ạ. Mày làm sao? Là bực tao à? Tao làm gì mày? Hả? Tao làm gì mày? Tôi không làm nó, tôi không làm gì nó luôn anh em ạ. Bọn nó mất dạy thật. Láo. Ái chả nhện kìa. Úi dồi ôi. Đông quái quá anh em ạ. Chắc là tại tôi xây mà tôi không đi ngủ đấy anh em ạ. Thế nên là đêm quái ra đông. Úi dồi ôi. Thôi. Thà em thì anh Creeper ơi. Anh đánh em thì được chứ anh đừng có đánh cái công trình của em. Anh nhện nữa. Này Reaper này. Rồi.
Tôi sẽ phải sửa lại cái chỗ này một tí anh em ạ. Chúng nó phá, ui dồi ôi, anh Ripper. Ok anh em ạ, chắc là anh đợi tôi tí để tôi sửa cái đống này anh em nhá. Ok anh em ơi, tôi đã dọn xong hết đám quái chết tiệt rồi đây ạ. Và tôi cũng đã sửa lại cổng ở đây. À, vừa nãy là chúng nó nổ hỏng khá nhiều cổng của tôi các bạn, tôi phải làm lại cổng của tôi ấy đấy. Rồi, xong rồi. Sau khi mình xong cái này anh em ạ, là bây giờ mình đặt nước. À, trước khi đặt nước là tôi còn quên mất anh em ạ. À, bây giờ là chúng ta có thể phá đi được những cái rêu rồi anh em nhá. Đấy, phá đi thôi. Bởi vì chúng ta chỉ cần đặt nó để cho nó trở thành nước nước nguồn thôi, chứ chúng ta không cần phải đặt nó như vậy mãi đâu. Đấy, phá đi. Đấy, đặt xong rồi lại phá đi đúng không? Nhưng mà nó có ích đấy anh em, có ích đấy. Anh em đừng lo ha. Ok, bây giờ chúng ta sẽ bắt đầu đặt nước. À, thì nếu mà anh em nào mà từng xem tôi xây máy farm quái vật và máy farm đá rồi thì anh em sẽ biết đấy, đặt nước vào bốn góc. Đấy, sau đó là đặt nước ở các cái bên cạnh viền luôn. Ok anh em, thì sau khi mà chúng ta xong như vậy rồi là bây giờ chúng ta sẽ làm một chuyện mà chúng ta cần đến cả ba loại thuốc luôn anh em ạ. Thứ nhất là thuốc thở dưới nước này. À, thứ hai là mình tàng hình cho nó an toàn anh em ạ. À, bỏ hết giáp ra. Rồi. Úi dồi ôi, nó đánh tôi đau không? Úi dồi ôi. À, thứ ba là thuốc nhìn trong bóng đêm mà nó cần không nhỉ? Mà tôi thấy cũng sáng sáng đúng không? Cũng sáng anh em ạ, kệ đi không cần đâu. Thì bây giờ ấy, đó là chúng ta sẽ phá những cái khối này đi. À, phá những cái khối nó không cần thiết này đi anh em ạ. À, sau đó chúng ta đặt cái cát linh hồn. Đặt cát linh hồn hết ở đây để cho nó đẩy bọn cá lên. Đây anh em, tôi đang đặt cát đấy. À, vừa nãy là tôi đào khá là nhiều cái băng. Tôi đào băng để... đây, tôi đào chỗ băng này ha. Khá là ghét cái băng đấy các em ạ. Đây thì mấy cái này nó đẩy mình lên đấy, hay lắm đây này. Đấy, thấy không? Đó, mình đi vào là mình bị đẩy lên đấy anh em ạ. Đấy, bây giờ tôi phải xây cái này. À, mình xây cái này là mục đích là để mình đẩy bọn cá lên đấy. Đẩy bọn cá lên để mình pha bọn nó đấy. Đấy. May là chuẩn bị hết đồ ở đây các bạn, chứ không thì nó sẽ rất là nó sẽ rất là lâu vì là mình cứ phải đi tìm đồ. Nó hơi giật một chút đúng không? Nó hơi giật một chút đúng không? Tôi nghĩ chắc là tại vì là mấy cái bong bóng này nó nhiều quá ấy. Anh em thông cảm tí nhá. Được rồi, để nào xây xong rồi tôi quay lại với anh em nhá. Ok anh em ơi, tôi đã add xong hết cái đống cát linh hồn rồi đấy. Anh em mới đẹp không? Đẹp không? À, bong bóng khá là đẹp. Bây giờ chúng ta chỉ còn một bước cuối cùng nữa là chúng ta xong đấy anh em. Một bước cuối cùng anh em nhá. Đó chính là chúng ta mặc giáp vào đã. Rồi. Sau chúng ta phá hết tất cả những cái nền này đi. Đấy, phá hết nó đi anh em ạ. Đấy, nó xong nhiệm vụ rồi. Đấy, phá hết nó đi là xong đấy anh em ạ. Bỏ cái giày ra đã. Rồi. Ok anh em ơi, tôi đã xong rồi đó. Và bây giờ là tôi cũng đã đi lên trên này rồi. À, để chúng ta cùng thử xem cái máy farm hoạt động thế nào anh em ạ. À, ở dưới kia nó đang farm đấy. Vừa nãy là tôi dùng nước đi lên, thực ra là tôi tính xây thang đi lên đấy, nhưng mà tôi lười quá. Hôm nay chơi cũng lâu quá rồi anh em ạ, hơi mệt rồi. À, bây giờ tôi sẽ đứng ở đây tôi xem thử xem mà một lúc nó farm xem nào. Ui, tuyết rơi luôn này, what the hell, ghê nhở. Wow. Đây anh em nhá, thì anh em có thể add nước vào đây. À, để cho cá nó không nhảy. Ok không? Đấy. Đứng đây đợi tí rồi cá xuống đây anh em ạ. Tôi vừa mê AFK tôi đi vệ sinh một tí. Ồ, tôi nghe tiếng là tôi biết là chúng nó lên rồi mà. Ngon ngay anh em ơi. Đấy, này, pha này. Thế nhưng mà cái bọn này khỏe lắm anh em ạ. Đấy, mình đánh bọn nó là mình cũng mất khá máu đấy. Thế nhưng mà giáp tôi khỏe giờ, tôi không mất tí máu nào luôn. Anh em thấy cái level tôi nó lên nhanh không? Đấy. Úi dồi, cái level tôi lên nhanh lắm anh em ạ. À, để tôi đứng ở đây thử tầm 5 phút xem là lên bao nhiêu level anh em vậy.
Tôi mới farm có vài đợt mà đã lên level 30 rồi anh em ạ. Thế này là máy farm nhện và máy farm skeleton với gọi bằng cụ luôn đấy anh em ạ, thật ha. Khá là phê các em nhá. Và mình farm cái này là mình cũng được khá là nhiều mấy cái mảnh lăng trụ biển rồi. Thì lăng trụ biển cái gì cái này ha? À, đây để tôi xuống cái rương tôi mở cho anh ạ. Chứ cha, tôi không có mang ấy à? Tôi không mang ấy rồi. Không mang nước rồi ha. Vậy thì để tôi xuống vậy. Nhảy xuống. Ủa ơi, ghê không anh em à? À, đây chúng ta xây cái đường chúng ta đi lên anh em ạ. Rùa xây này nó hơi ghê anh em nhỏ. Đấy, đi là phải đi cẩn thận đấy anh em ạ. Hơi ghê. Đấy, đây để tôi em mở thử cái rương ra cho anh em xem thử xem mà được đồ không. Đấy, này cá này, cá tuyết chín này, mảnh lăng trụ biển này, tinh thể biển này. Đấy, đẹp không anh em ạ? Ấy, cái đống này là mình có thể craft ra được cái lăng trụ biển và cái gạch lăng trụ biển này anh em nhá. Khá là thích đấy, nó đẹp anh em ạ. Ok á. Ok các em ạ, thì hôm nay chúng ta thành... Ủa ơi, thích không mày hả? Hôm nay chúng ta thành công xây được một cái máy farm giám hộ cực kỳ là phê rồi các em ạ. À, ok anh em, thì buổi hôm nay tới đây thôi anh em nhá. Khá là mệt rồi các em ạ. Cảm ơn anh em rất là nhiều vì đã xem đến tận đây. Hẹn gặp lại anh em nhá. Yêu anh em rất là nhiều.